bóng đèn. Cái đèn rớt xuống rồi. Chết rồi, làm sao bây giờ? Đẩy cô ấy ra khỏi chỗ đó hay là không làm gì cả? Mình là một anh hùng mà, không làm gì cả. Còn con gái chết mẹ. Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Chris the Gamer. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi một tựa game hoàn toàn mới tên là Otaku Adventure. Thì Adventure là cuộc phiêu lưu, Otaku là những người mà mê đọc truyện Nhật. Truyện Nhật thì chuyện gì tôi không biết nghe. Tôi cũng mê đọc truyện Nhật lắm, chắc có lẽ là tôi cũng là Otaku. Thì trên cõi đời này ai mà chả mê cu đúng không nào? Người thì có cu, còn người thì mê thôi. Rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi này. Chris Taku 30 cm. Bitaku 30 cm. Xin chào, tên tôi là Ritaku 30 cm. Thật ra cu tôi không dài 30 cm, mà chỉ có dài có cu cười dài 8 m. 8 m. Tôi 18 tuổi. Sở thích của tôi là ở nhà và trở thành otaku. Cái khăn giấy không có nghĩa là đụng chạm vào cu đâu, bỏ qua đi nha. Tại vì tôi không có bạn gái. Tôi muốn trải nghiệm hương vị của tình yêu. Tôi nói là tình yêu như cái cầu tiêu, bao nhiêu cục cức là bấy nhiêu mối tình, mà có gì đâu mà mê chứ gì ta. Cức đâu có ai mà mê. Ngủ miếng. Ôi thấy mẹ rồi. Tôi quên, hôm nay là tôi có hẹn với một cô gái ở trên online. Ồ, đây tìm bạn bốn phương nè. Gà đủ tám hướng. phải tắt máy lạnh trước đã. Phải tìm remote. Remote điều khiển máy lạnh. Đây, đã có cái remote. Bây giờ tắt. Tại sao không thể tắt được vậy? Tay đéo có pin. Ồ, rất là logic. Đó, bỏ cục pin vô. Đâu. Rồi, tắt được rồi. Đâu. Yeah. Mẹ ơi, con tắt được máy lạnh nè. Ê. Cần phải đi toilet, đánh răng và cạo râu, ok. Đi toilet trước. Không có gì thoải mái bằng ỉa đái kịp thời mà. À, chuyện đái đơn giản. Ôi, con cu không nghe lời. Oh my god, cu em không nghe lời. Nào. Thoải mái mà thoáng mát suốt cả ngày. Đánh găng. Đánh găng tự đánh mà, chứ không có cần phải cầm chải đỡ mệt. Cạo râu gì? Mới ngủ một đêm mà râu dài như lông dai vậy. Oh my god. Nào để coi có cạo tổng kiểu được. Đây là kiểu lông lồn hững hờ. Mà kiếm cái tiền chơi mà đéo có tiền. Không có tiền là không có em ăn cà lem em. Dạ, cái bóp mình để đâu ta? Đồ cái bóp đéo hiểu sao trong cây lau nhà luôn. Để mấy đồ không cần thiết ở nhà đi. Trời, đây là cô gái mà tôi hẹn hò ư? Tên là May. Tên đầy đủ là Giang Mai. Bị Giang Mai, nhỏ này bị Giang Mai mà lậu rồi. Trời, tiếng chim hót rồi. Thật là một ngày đẹp trời. Tới quán cà phê rồi. Không biết là con Mai này có giống như trong hình hay không, hay là má Photoshop. Má con May mà dày chắc chết quá. Hello,
có phải là Ritaku 30cm không? Chào, bạn đợi tôi có lâu không? Không, tôi mới tới thôi. Mặc dù là mẹ tôi tới nãy giờ 4-5 tiếng lồn. Bạn có muốn ăn gì không? Phục vụ, cô, tiểu nhị đâu? Ăn gì ta? Tại em ngon như miếng thịt bò nên ăn sẽ ăn cơm bò. Ủa, không thích ăn, nhỏ nên ta chỉ đem một ly nước hả? What? Ủa sao bạn không ăn gì, tại sao chỉ uống nước thôi vậy? Tại vì tôi nhớ ra là tôi mới ăn gì đó. Trời ơi, để bụng đúng không? Để bụng đói lắm, ăn. Bạn có nghĩ mình đẹp trai không? Bạn nghĩ tôi đẹp trai không? Ủa sao không nói chuyện? Má cơm bò kìa. Đeo thêm miếng thịt bò luôn, thấy cơm với hai cọng rau. Như là hai con thi lép lót dưới miếng băng vệ sinh đi má. Gì trời. Ngon quá. Không ăn gì hả em gái? Tôi cần phải nói chuyện điện thoại. Ok. Ngon quá anh em ơi. 30 phút sau. Sao con May này nó lâu vậy ta? Tại sao tất cả mọi người con gái đều không thấy là mình đẹp trai vãi đái và 30cm mà... Tại sao vậy nhỉ? Cần khăn giấy không? Ô, May quay lại. May, em đã quay lại rồi. No busku. No. You don't have you, I don't like you. Tôi không cần người yêu nữa. Tôi sẽ đi mua một chai nước để tôi uống ở trong cửa hàng tiện lợi ơi. Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu không? Để xem. Cho tôi một chai nước và một con vít vàng. Nếu biết mua con vít để làm gì nhưng mà who care. Nếu ai quan tâm cả. Một cô gái bước vào. Cô ấy giống như là một người sao. Con cu 30cm của Rit bắt đầu rung động. Cô ấy đang nhìn mình ư? Oh my god. Chúng tôi cảm giác như là cô ấy đang nhìn chúng tôi vậy. Nhìn nhau, nhìn lẫn nhau. Mình phải làm gì đây? Tại sao cô ấy cứ nhìn mình liên tục vậy? Mình ngượng ngùng quá. Mình phải làm gì đây? Mình phải nói gì với cô ấy bây giờ? Má nói mình thích cô ấy thì kỳ quá, thôi hỏi tên đi. Chào bạn, mình là Rita Takuta và cô già 30m. 30cm nha. Mình có thể gọi bạn là gì? Rồi má nó chấm 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 luôn giống nhỏ kia. Má chấm chấm xong chấm đéo mút được miếng nào luôn kìa. Quay quá. Còn phải nói hay là thôi, bóng đèn. Cái đèn gớt xuống rồi. Chết rồi, cái đèn gớt xuống. Làm sao bây giờ? Đẩy cô ấy ra khỏi chỗ đó hay là không làm gì cả? Mình là một anh hùng mà, không làm gì cả. Chết mẹ rồi, máu không. Oh my god. Xin lỗi, tại vì đỡ không kịp nha cô gái. Hãy lỗi của anh. Tôi chết mặt quá. Rồi cô gái chết mẹ luôn. Oh my god. Lỡ giết người rồi. Bạn chảy máu rồi, tôi phải làm sao đây? Đúng rồi, ở đây là tiệm cửa hàng tiện lợi. Chắc chắn là sẽ có điện thoại. Chú ơi, bán cho một cái băng vệ sinh để cầm máu đi.
bạn đã theo dõi clip này. Nếu mà các bạn muốn xem tiếp chuyện gì sẽ xảy ra thì các bạn nhớ comment bên dưới cho mình biết nha. Mình sẽ làm tiếp tập tiếp theo cho các bạn. Và nhớ để lại một like và một subscribe để mà tiếp tục theo dõi những cái tập phim khác hay hơn và vui hơn dành cho các bạn. Và bây giờ mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày tốt lành.